thì một trong những cái tiêu chí mà mọi người rất quan trọng đó chính là lượt view về những cái sản phẩm đó, thì đối với Ali thì như thế nào? Ali có đặt nặng cái vấn đề đó không? Ali nghĩ là Ali không đặt nặng lắm. Có. Chị có. Đó. Chị có. Chị có nha. Quay lại với sản phẩm thì chị Lưu Thiên Hương, tại sao mình lại định hướng cho Ali đi theo dòng nhạc này với một cái album đầu tay như vậy? Có thể nó sẽ hơi khó tiếp cận với nhiều khán giả đúng không ạ? Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà tôi đã rất là kinh nghiệm trong rất là nhiều năm để làm album. Các bạn có chọn, có hai con đường để cho bạn chọn. Một là các bạn được nhiều người nghe một lúc. Hai là các bạn được cũng số lượng nhiều người nghe nhưng mà mỗi người người ta sẽ nghe nhiều lần một lúc. Thì chúng tôi chọn phương án 2. Thì thích cái album nó gây nghiện. Thì chúng tôi đã bước đầu làm được cái điều đó, và cái sự phản hồi của anh chị trong nghề rất là vui khi mà khi album vừa ra thì các bạn thường lướt Facebook thì hầu hết tất cả các anh chị trong nghề, các bạn trong nghề dancer rồi những cái người mà đã từng bước ra từ cuộc thi chuyên nghiệp share cái album của chúng tôi. Họ có nói những cái từ mà chúng tôi rất đúng là như mong muốn của tôi, là nhạc Việt có hy vọng. Cái đó là cái mà tôi và Ali luôn luôn hai chị em hàng ngày chụp cho nhau và inbox, chụp những cái comment, chụp những cái phần mà mọi người share. Thì đó là cái tôi nghĩ là nó sẽ không quá nhanh, nó sẽ không bùng một cái nổi lên, nhưng chúng tôi sẽ là âm ỉ đi luồn lách và nó sẽ ngấm vào các bạn lúc nào không biết. Vậy thì Ali, mình trong 6 ca khúc của album lần này thì mới chỉ có Xin Lung Linh là đã thực hiện MV rồi đúng không? Còn những ca khúc khác thì Ali có dự định cũng sẽ thực hiện MV không? Ali nghĩ là Ali sẽ làm, bởi vì để mà nói nha, những cái ca khúc này sau này các bạn có nghe lại một khoảng thời gian dài nữa, các bạn có nghe lại thì nó vẫn không bị cũ đi. Giống như Ali cũng từng hát ballad, nhưng mà một khoảng thời gian Ali nghe lại thì Ali cảm thấy là ôi cái sound này nó sẽ bị cũ, cái này nó phải cần không bây giờ thì sẽ không nghe được nữa. Nhưng mà riêng về nhạc dance hoặc là những cái ca khúc mà chị Hương viết cho Ali, và anh Cường cũng có viết cho Ali bài theo anh nữa, đó là những cái ca khúc mà đến bây giờ khi mà Ali nghe lại nó như vừa mới buổi sáng ngày hôm nay được ra mắt vậy đó. Có nghĩa là những cái sound, những cái âm thanh, những cái âm nhạc nó giống, nó gần gũi đến với các bạn âm nhạc của thế giới. Ví dụ như ở nước ngoài cũng vậy, khi mà mình nghe một ca khúc nào đó mà về tiết tấu thì nó sẽ luôn luôn âm ỉ mà nó làm cho mình cảm thấy thích, nó lâu dài. Còn ballad thì một thời gian. Nhưng mà Ali nghĩ là không phải là mình kỳ thị ballad nha, Ali cũng rất thích ballad. Nhưng mà để mà nói cái giọng của mình á thì nó sẽ phù hợp với cái kiểu nhạc dance hơn. Cho nên là tất cả các ca khúc trong album Ali nghĩ là mình có tiền thì mình sẽ làm dần dần. Và sắp tới thì chắc chắn sẽ có một ca khúc nằm trong album sẽ được phát hành thêm album, thêm MV nữa, để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả yêu thích cái sản phẩm lần này của Ali. Vậy thì ngày hôm nay khi mà các nghệ sĩ ra sản phẩm thì một trong những cái tiêu chí mà mọi người rất quan trọng đó chính là lượt view về những cái sản phẩm đó, thì đối với Ali thì như thế nào? Ali có đặt nặng cái vấn đề đó không? Ali nghĩ là Ali không đặt nặng lắm. Có. Chị có. Đó. Chị có. Chị có nha. Bây giờ em trả lời trước nha. Em trả lời trước đi nha. Còn chị trả lời sau. Thực ra view nó sẽ nói về được cái gì ta? Cái sự lan tỏa. Và cái bài hát đó có được yêu thích hay không, mọi người bây giờ hay định hình là view nhiều là cái bài đó nó hit. Nhưng mà thật ra nha, bây giờ bà Tân Vlog, bà Tám Vlog cũng là những người view rất là cao. Nhưng mà để mình nói về cái trình độ, ví dụ như trong âm nhạc chẳng hạn, thì trình độ chuyên môn đôi khi nó sẽ không có phải là tính bằng cái lượt view, cái lượt truy cập, mà là nó là một cái sự công nhận từ những người anh chị làm nghề, những người trong nghề, người ta có nể trọng cái bạn đó hay không. Ví dụ như anh Lộc làm MC, nhưng mà những MC khác phải yêu thích anh Lộc và cảm thấy nể anh Lộc, thì cái điều đó mới là cái điều tự hào của anh Lộc đúng không? Ali cũng như vậy, Ali mong muốn những anh chị em trong nghề đều yêu thích giọng hát của mình, đều yêu thích cái cách làm nhạc của mình, hơn là mình cố gắng mình chinh phục nhiều khán giả nhưng mà mình quên đi cái cá tính, mình quên đi cái sự gọi là cái tôi trong âm nhạc của mình, mà mình lại làm giống mọi người quá thì về lâu về dài mình không hiểu mình là ai, mình đánh mất chính mình, thì đó là một cái điều không nên. Tiếp với lời Ali thì nghệ sĩ nào cũng thế, cũng cần có khán giả. Chính vì thế cái album vừa rồi của Ali
nó sẽ là cái sự dung hòa giữa cái yếu tố nghệ thuật và những, thực ra tất cả những ca từ trong đó rất là trẻ trung, rất là đời thường, cộng với lại cái melody các bạn rất dễ hát. Rất xinh lung linh em tôi đôi môi sông mơ mà, rất là dễ, kể cả bài chậm một phút, chậm một phút ta đi đi ta đi, nó là những cái chúng tôi đã viết nhạc thì có thể viết khó hơn rất là nhiều, cố gắng dung hòa, nhưng cố gắng để các bạn có thể thuộc bất kể một câu hát nào trong cái bài hát đó, thì tất cả những cái sự tính toán đấy lại đã có trong đầu. Và khi mà có những cái nhiều, có rất là nhiều khán giả, có rất là nhiều bạn và anh em trong nghề đã comment và nói là có thấy Ali có thấy sốt ruột không, nhưng mà chính Hương là cái người kéo bình tĩnh từ từ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái con đường bạn có dài hay không chính là cái việc bạn đánh dấu và bạn đặt nền tảng cho nó. Cho nên là tôi muốn Ali sống lâu với nghề hơn. Cái đó là cái tôi mong muốn.